sẽ hết được. Chúa Giêsu, mẹ Chúa Giêsu nói với người, họ hết được rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ, thưa bà, chuyện đó có liên can gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chân cá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chân đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ, hãy đổ đầy nước vào các chân. Họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ, bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu. Ông không biết từ đâu ra. Còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói, ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, cho đến khi các cả nhà thì mới đem rượu xoàn hơn. Còn anh ngay lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilê và đã tỏ chứng qua người và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Trong thông điệp của Manemi, Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6 đã khẳng định hôn nhân không phải là kết quả của ngẫu nhiên, của năng lực tự nhiên vô ý thức tạo thành. Trái lại, đó là một tổ chức khôn ngoan của tạo hóa để thực hiện ý định tình yêu của Ngài trong nhân loại. Đôi vợ chồng tự hiến cho nhau, kết hợp với nhau để hoàn thiện lẫn nhau và để cộng tác với Thiên Chúa mà xây dựng và giữ dụng những sinh mạng mới. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi đến hướng Corinto, Ngài cũng nói, tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ. Cũng vậy, người đàn bà có chồng, người đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Như thế, chúng ta nhận ra cả Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6 và Thánh Phaolô trong thơ gửi đến hướng Corinto đã cho chúng ta nhận ra rằng trong cuộc sống hôn nhân hay độc thân đều là ơn gọi, vì họ tin và sống ý Chúa trong cuộc sống mà mình đã chọn. Vì là một ơn gọi nên hôn nhân thật cao quý mà Đức Giêsu đã nâng lên hàng bí nhất. Không còn quan niệm bi quan trong hôn nhân là một cuộc sổ số, hay như tục ngữ Ả Rập bảo rằng hôn nhân là một cái bao, trong đó có 99 con rắn và 1 con lươn, ai có thể thọc tay vào nó. Chúng ta có thể nói hôn nhân là một tai họa, nhưng là một tai họa cần thiết. Vì thế, sống ơn gọi hôn nhân là làm sao để cho cuộc sống của mình hạnh phúc, nghĩa là chúng ta sống tròn đầy ơn gọi mà chúng ta đã chọn bậc sống này. Thật ra, chúng ta phải chấp nhận điều này là tình yêu có lắm trong gan và cuộc sống hôn nhân thì nhiều sỏi đá. Khi bước vào đời sống này, chúng ta không thể trốn tránh, cũng không thể thoái lui, mà chúng ta phải có phương pháp và có cách biến gai nhọn thành bông hồng, sỏi đá thành màu mỡ và đau khổ thành hạnh phúc. Muốn vậy, tôi thiết nghĩ rằng ai sống trong đời sống hôn nhân và cả hai anh chị hôm nay trở thành một gia đình mới, chúng ta phải có
Đây là nền tảng và đây là then chốt của cuộc sống con người. Dẫu họ theo tôn giáo nào, đảng phái chính trị hay ý thức hệ nào đều phải có đạo đức. Đối với chúng ta, đời sống đạo đức được minh chứng, và tôi mời anh chị ngày hôm nay cùng tôi hãy đưa Chúa vào nhà mình. Chúa Giêsu vào dự tiệc cưới Cana, Ngài làm phép lạ biến nước thành rượu cho chủ nhà khỏi vẽ mặt, và Ngài còn chúc phúc cho đôi tân hôn. Nếu cuộc hôn nhân vắng bóng Đức Giêsu thì hôn nhân chỉ còn là một cơ hội để hưởng thụ, chỉ là một cuộc hôn nhân bán buôn bán đổi chay. Hôn nhân không có Đức Kitô trong gia đình dễ đi đến đổ vỡ, sẽ đem lại những đau thương, cãi vã và ly dị. Thứ hai, hãy đón mẹ Maria vào nhà. Khi cử hành lễ cưới cho anh chị trong tháng hoa, ban đầu là anh Cam nói tôi chiều ngày mai dâng lễ, nhưng rồi lại có một ý kiến bảo rằng xin dâng lễ vào ngày 13 tháng 5, lễ mẹ Fatima, chắc có dâng lễ cưới không? Tôi bảo bất kỳ buổi chiều nào trừ lễ trọng. Và khi cử hành lễ cưới cho anh chị trong tháng hoa, và ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mẹ Maria hiện ra tại Fatima, tôi mời anh chị biết đón mẹ vào nhà của mình. Biết lần chứa vân tôi, vì chẳng chứa vân tôi có thể biến đổi tất cả con người từ khô khan nguội lạnh trở nên thánh thiện đạo đức, từ những con người bướng bỉnh khó ưa nhiều chuyện, chẳng chứa có thể thay đổi tính tình của họ, và nhất là muốn lên thiên đàng phải lần chứa vân tôi. Đó là lời hứa của mẹ Maria cho em bé Francisco. Vậy khi anh chị đi mời người dự tiệc cưới, dự lễ ngày hôm nay, anh chị có nhớ mời Chúa Giêsu và mẹ Maria không? Hay chỉ nghĩ đến thiệp cưới, tổ bàn, rồi bỏ quên Chúa Giêsu và mẹ Maria? Anh chị có biết cầu nguyện không? Bởi cầu nguyện là việc rất quan trọng. Như một thanh niên đã nói, nếu bạn lên đường, hãy cầu nguyện một lần. Nếu bạn ra khơi, hãy cầu nguyện hai lần. Và nếu bạn kết hôn, hãy cầu nguyện ba lần. Chuyện kể rằng, một cô gái quyết định kết hôn với chàng trai thanh niên nhà giàu, nhưng anh này lại là một kẻ nghiện rượu, cờ bạc và khô khan. Thấy vậy, cha sở gặp cô, khuyên cô nên nghĩ lại. Nhưng cô đã bị choáng trước các nhà đồ sộ với chiếc xe hơi bóng loáng. Cô trả lời với cha sở, ít ra con không phải thấy được một cái gì bảo đảm chứ. Đám cưới của họ được tổ chức linh đình vào lần Grand, lễ cưới thật lớn. Nhưng chỉ sau đó một tuần thì cô ta lại đến gặp cha sở với khuôn mặt bầm tím vì bị chồng đánh đập trong một cơn say. Lúc đó cha sở mới bảo, bây giờ thì con đã thấy được một cái gì bảo đảm rồi chứ. Anh chị em thân mến, đôi tân hôn thân mến, đời sống đạo đức sẽ tạo nên hạnh phúc gia đình. Bước vào nhiều gia đình hiện nay, chúng ta thấy vắng bóng đời sống đạo đức. Đó là hương thơm của những câu kinh, của những lời cầu nguyện. Gia đình phải trở nên một gia tông thánh, nơi đó vợ chồng, con cái dâng lên Chúa những lễ vật phát xuất từ cuộc sống, là những lao công vất vả hàng ngày và cả những đau khổ và hạnh phúc nữa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị và cầu cho anh chị được niềm vui và hạnh phúc trong đời sống gia đình. Xin anh chị tìm được chính Chúa Giêsu và mẹ Maria đang đồng hành với chính mình trong gia đình mới.
hôm nay anh chị đã trở thành bằng chính giao ước hôn nhân mà anh chị cam kết trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Cho tôi gửi lời chúc mừng đến gia đình anh Năm, một người mà vẫn luôn sẵn sàng hoàn đàn với nhà thờ trong những bông hoa do chính công sức của mình, do chính sự vất vả, đôi tay chai sần và không khó mà anh đã chăm sóc để mỗi khi tôi cần đến cho nhà thờ và những dịp lễ, dịp Tết, lễ mẹ ta nghe hay ngay cả lễ yêu xe, anh vẫn luôn sẵn sàng để từ nhà dâng cho mẹ, cho nhà thờ, cho Thiên Chúa, trang điểm cho cung thánh, cho ngôi thánh đường, cho các tượng đài thêm phần đẹp hơn với chính công sức của mình. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho gia đình của anh Năm, cũng như chúc lành cho con cái ngày hôm nay, để khi con cái trở thành một gia đình mới sẽ luôn là hạnh phúc và mang lại niềm vui, tiếng cười cho cha mẹ, ông bà,